Em trân trọng gửi lời chào tới các bác và các anh làm vườn. Hiện tại dây nhôm 4 cây cảnh thì đã về kho. Và hôm nay thì em sẽ đăng tải một góc của kho của bên em nhé. Dây nhôm 4 cây cảnh đây các bác anh này. Em đang có từ 1 cho tới 8 ly. Các bác nhà mình 4 cây thì đang cần loại nào? Em sẽ nhận gửi và ship tới tận nhà các bác anh nhé. Đây là dây 8 ly là dây to này. Còn đây là dây 4 ly này các anh này. Đây là dây 4 ly này. Đấy. Còn đây là dây 3 ly. Tất cả những cái dòng dây này thì em đang đưa từ các bác anh là dây nhôm đen uốn cây cảnh. Bác nào mua số lượng bao nhiêu thì cứ liên hệ tới em nhé. Ngoài ra thì em có dây nhôm mạ đồng. Và với những dòng dây nhôm mạ đồng này thì như các bác biết đây là một cái dòng dây nhôm mà rất chi là mềm dẻo để các bác nhà mình tạo dáng cho cây. Đấy, các bác nhà mình tạo dáng cho cây nhé. Dây nhôm này thì các bác nhà mình cần bao nhiêu ly thì cứ báo với em. Em sẽ cung cấp và gửi đến tận nhà các bác anh luôn. Còn về đất Nhật Akama thì bên em là đại lý lớn rồi. Em sẽ có đủ size từ 1, à từ tay SS, SML. Đấy, ví dụ như các bác nhà mình mà sử dụng hạt to thì có sử dụng hạt này. Đấy, và cái đất Nhật này thì em sẽ có cả đất lung kèm theo nhé. Quên thì đất lung em để đây. Bác nào muốn xem đất lung thì tẹo em cho các bác nhà mình xem đất lung. Bởi vì đất lung thì kết hợp với đất Nhật này thì nó sẽ giảm chi phí của các bác rất chi là nhiều. Bên em là một đại lý chuyên về dụng cụ làm vườn, dụng cụ làm cây. Với hàng nghìn những sản phẩm như này thì em đang nhận gửi và ship từ tận nhà các bác các anh. Bác nào đang cần kéo cắt giữ quả trên cao, những dòng kéo mà các bác nhà mình chỉ cần đứng dưới gốc và vặt quả trên đỉnh ngọn luôn. Những dòng kéo này thì em đang có từ 1m cho tới 5m, giá từ 200.000 đồng trở lên, miễn phí ship. Đấy, và đại lý em thì sẽ có kìm kéo cưa nhé. Như đất Nhật này bác làm ở trồng sen đá, trồng cây thì chắc chắn không thể thiếu được rồi. Đấy, đây là cái viên size lớn này các bác này. Đây là viên size lớn. Và đất Nhật này em đang đưa tới các bác loại nặng nhất nhé. Loại có nghĩa là những cái bao nó được nhiều nhất đấy các bác anh ạ. Được nhiều nhất. Đấy, còn về bên kho của bên em thì với hàng nghìn những cái sản phẩm đa dạng. Kìm, kéo, cưa, xẻng, cuốc. Và ví dụ như dao ghép thì đợt này em cũng đang cung cấp tới các anh rất là nhiều. Dao ghép nhỉ? Và bóng ghép chuyên nghiệp. Kéo khoanh cành, hộp đạn. Đấy, và cưa nhật, kéo tỉa cảnh. Với hàng nghìn những cái sản phẩm như thế này thì các bác nhà mình mà xem được thì các bác nhà mình đã tìm được một đại lý chính chuyên về đồ làm vườn. Đấy, các bác nhà mình nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh của em nhé. Đăng ký ngay cạnh góc màn hình ấy để theo dõi tiếp hàng nghìn những cái sản phẩm sau về của bên em. Đây ạ, cho các bác nhà mình xem đất lung luôn. Đây, đất lung này các bác nhà mình hợp tác với Nhật Akama nhé. Các bác nhà mình hãy hợp tác với đất Nhật Akama này để trộn vào, trồng cho đỡ tốn kém. Và đây là viên đất lung, viên sỏi lung, người ta gọi là viên sỏi lung. Đây, hạt của nó đây, hạt của nó đây, 60.000 đồng trên một túi. Và tất cả những cái dụng cụ này thì nhà em nhiều loại lắm. Một video này em chỉ quay qua như này cho các bác nhà mình được biết thôi. Em có thuốc, có đồ chăm cây, có tất cả các loại. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp tới em qua đầu số điện thoại này nhé. Đấy, để em tư vấn và cũng như gửi đến tận nhà các bác cả anh. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác.